Xin giới thiệu với mọi người cái dự án ICA Network nhé. Cái dự án này thực ra là chương trình cho test khai thác từ khá lâu rồi, để chúng ta có thể trải nghiệm cũng như là mời bạn bè cùng khai thác. Hiện tại thì chương trình vẫn đang là những phiên bản cập nhật mới nhất và vẫn đang cho test mọi người nhé, tức là chưa chạy. Ví dụ như của mình đang khai thác đây thì là sau khi chạy chính thức hệ thống sẽ reset lại toàn bộ. Tuy nhiên những bạn cùng chơi của mình thì vẫn giữ nguyên khi chạy chính thức mọi người nhé. Thế nên là trong quá trình test này anh em đăng ký và mời bạn cùng chơi để sau này khi chạy chính thức thì chúng ta có tốc độ khai thác cao hơn nhé. Việc đăng ký cái này thì chương trình này thì mình sẽ link mình để dưới dòng mô tả và sẽ hướng dẫn ở cuối video. Bây giờ mình tổng quan lại một chút về cái dự án này. Dự án này thì cho chạy test cũng được vài tháng rồi và mình cũng được 101 người bạn cùng chơi, trong đó tầng 1 là 51, tầng 2 là 53 người. Thì khi đăng ký thì anh em phải hoàn tất những cái bước này nhé. Anh em phải hoàn tất 5 cái bước này. Thứ nhất là claim do nickname, rồi bắt đầu kiếm tiền, rồi là update ảnh profile, kết nối Twitter, join kênh Telegram và mời 5 bạn cùng chơi. Thì đấy là nhiệm vụ đầu tiên chúng ta phải làm. Cái tốc độ khai thác hiện tại của mình là 16 ICA. Theo thông tin mới nhất thì cái dự án này sắp chính thức cho chạy, cho đào coin chính thức mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ mở cái trang của họ ra để mình và mọi người cùng tìm hiểu. Ok. Thì ở đây mình sẽ mở trên điện thoại, trên máy tính để cho mọi người cùng tìm hiểu. Và mình dịch luôn sang tiếng Việt này. Đây là cái thông báo mới nhất của ICA.io, chuẩn bị sẵn sàng cho việc thiết lập lại tiền tệ toàn cầu. Thì cái link này mình cũng để dưới dòng mô tả để anh em có thể click vào tham khảo nhé. Bởi vì là dịch sang tiếng Việt nên anh em đọc hoàn toàn rất là dễ. Sự ra mắt chính thức của ICA dự án đang đến gần, đừng bỏ lỡ những tin tức và cập nhật thú vị trong thông báo của chúng tôi bên dưới. Cảm ơn tất cả những người tuyết của chúng tôi vào ngoài kia vì tình yêu và sự ủng hộ và bạn đã thành dành cho chúng tôi. Chúng tôi biết bạn không thể chờ đợi ứng dụng của chúng tôi khởi chạy và chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng trải nghiệm của bạn với chúng tôi là hoàn hảo. Bạn hẳn đã thấy chúng tôi làm việc chăm chỉ trong những tuần qua để loại bỏ các vấn đề, chuẩn bị cho việc ra mắt trên toàn thế giới. Hãy nhớ rằng chúng tôi là ứng dụng đầu tiên xử lý rất nhiều người dùng ngay từ đầu. Instagram có 100.000 người dùng trong một tuần, nhưng chúng tôi đã quản lý điều đó trong một ngày. Chúng tôi rất vui mừng khi nói rằng ngày ra mắt đã gần kề. Công việc khó khăn của chúng tôi cuối cùng đã được đền đáp và chúng tôi đang đi đến giai đoạn thử nghiệm và điều chỉnh cuối cùng. Ngay sau khi hoàn tất, chúng tôi sẽ cho bạn biết ngày ra mắt, vì vậy hãy theo dõi. Rất nhiều người cứ nhắn tin hỏi mình rằng là bao giờ dự án đi sàn, thì mình cũng trả lời là bởi vì đây là đang dự án đang test, khi nào chưa chạy chính thức nên thời gian đi sàn sẽ còn là thì tương lai. Nhưng thấy dự án này đầu tư rất trau chuốt cho anh em test trải nghiệm rồi mới thông báo chạy chính thức, đấy là một sự đầu tư rất là kỹ lưỡng, nên anh em mình nghĩ cái dự án này khá là khả quan cho anh em làm iRock khai thác miễn phí. Khi chúng tôi tiến gần hơn đến việc ra mắt, chúng tôi đã tổng hợp một số câu hỏi thường gặp làm sáng tỏ mọi nghi ngờ. Ứng dụng hiện đang ở đâu? Chúng tôi gần như ở đó, ở mức 99,99% hướng tới sự ra mắt chính thức. Các thuật sĩ công nghệ của chúng tôi đang thực hiện một vài kiểm tra cuối cùng và lên kế hoạch cho một số
thứ thú vị tận dụng thời gian của bạn. Asana mạng tuyệt vời trên mọi thiết bị. Vì vậy chúng tôi đã sẵn sàng để lăn lộn chưa? Anh em có thể tham khảo thêm. Nói chung là mình đọc cho anh em nghe có khi hay hơn đấy. Nhưng mà thôi, đọc thì nó hơi dài, anh em tham khảo nhé. Thì trước đây mình đã có một cái bài viết về ICA vẫn đang mạng thử nghiệm. Thì anh em nào chưa đăng ký thì có thể vào link mô tả dưới dòng để đăng ký. Và nếu ủng hộ mình thì nhập mã mời LVC F4 Pro mọi người nhé. Cái link mình để dưới dòng mô tả. Đấy, thì hiện tại là link khai thác cho Apple thì chưa có. Anh em có thể đăng Google Play hoặc APK Android hỗ trợ cho anh em khai thác trên nền tảng Android nhé. Đây là mã mời của mình, anh em có thể sao chép này hoặc là kích ở dưới dòng mô tả. Đấy. Thì anh em có nhận lời mời không là hoàn toàn từ mỗi quyết định của mỗi người anh em có thể nhận mã mời của người khác hoặc anh em tìm trên mạng nhận mã mời của người khác, nhưng nếu yêu quý mình thì có thể nhận mã mời của mình. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách đăng ký tài khoản nhé. Đầu tiên anh em có thể kích ở link dưới dòng mô tả để vào trang web và tải ứng dụng về, hoặc anh em cũng có thể vào Google Play gõ cụm từ Asia Network. Đấy, đây là cái Asia, cái logo của họ này, anh em cài đặt này. Sau khi cài đặt xong thì anh em vẫn mở chương trình. Đây là logo biểu tượng của chương trình. Anh em nhập email nhé. Nhập email hoặc tốt nhất là nếu anh em có anh em đăng ký bằng Gmail, kích luôn vào đây. Kích luôn vào biểu tượng này. Thì cũng là cái email của mình thôi. Đây là đăng ký rồi. Ok, bước đầu tiên là sẽ welcome to Asia. Anh em next, chúng ta có thể gửi stack. Em next, nói chung những cái này thì anh em có thể đọc thêm, mình không giỏi tiếng Anh lắm, đôi khi dịch sai thì anh em lại mắng do. Thôi tốt nhất thì anh em có thể Google nhé. Hoặc những cái này thì cơ bản chúng ta cũng lách thôi, cho nhanh. Đây có thể chuyển gác và kiếm tiền dễ dàng. Cho nên nick name F4 Blog luôn, ok được. Enter cái name mà người đã mời mình, thì anh em ủng hộ mình thì anh em gõ LVC F94 Pro nhé, thì tốc độ đào của anh em sẽ được tăng lên 25% cũng như là 25% có nước. Ok, tổng người Asia rồi. Anh em mình hoàn thành. Đây là những cái hướng dẫn ban đầu của cái update mới nhất đấy mọi người. Thì cơ bản nó chỉ là giới thiệu thôi, anh em có thể tham khảo thêm hoặc là skip all để bỏ qua nhé. Đây là một giới thiệu bạn bè. Tiếp theo đây là cái mục team, tức là những người mà trong người bạn mời cùng khai thác của mình ở level 1 và level 2, tức là bạn của bạn giới thiệu thì cũng là trong những nhóm của mình. Mục này là mục hàng ngày, thì chúng ta vào đây sau mỗi 24 tiếng thì anh em vào đây để nhấn cái nút này để tiếp tục khai thác. Đây là những cái mục tin tức, chúng ta có thể vào đây để cập nhật cái tin tức mới nhất của họ. Đây là mục profile, thông tin cá nhân của anh em ở trong này. Anh
em có thể tham khảo đó. Rồi, nickname của mình cũng là F94 Blog, cũng chính là mã mời luôn. Bạn nào chưa đăng ký thì có thể đăng ký và ủng hộ bằng mã mời của mình là LVC F94 Pro nhé, đang được hiển thị trên màn hình hoặc ở dưới dòng mô tả. Cho anh em next tiếp. Đây là một số cái biểu đồ để anh em có thể vào đấy xem. Trợ giúp cũng ở đấy. Staking cũng ở đấy. Anh em có thể gửi staking 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm. Nhưng mà khi anh em đã gửi 2 năm rồi thì anh em sẽ không giảm cái thời gian gửi xuống được nữa mà chỉ có thể tăng lên thôi. Nếu đã gửi 2 năm thì chỉnh sửa thì nó lên, không bao giờ xuống được nữa. Nhưng đổi lại thì chúng ta khi chúng ta staking càng nhiều năm ấy, thì cái tốc độ khai thác của chúng ta càng tăng nhé. Thì sau này chạy chính thức anh em sẽ biết, hiện tại vẫn đang là phiên bản demo. Đây là cái ví để thể hiện cái ví khai thác của chúng ta hàng ngày. Đây là tốc độ kiếm tiền của anh em. Khi tuyển được một người sẽ tăng 25% nhé. Hiện tại đang là 16 ICA trên giờ anh em ạ. Rồi thở cạn. Sau này dự án sẽ phát triển, sẽ có những cái lịch sử số dư của anh em thì anh em có thể vào đấy nhé xem. Nói chung thôi, dài dòng quá mình skip luôn nhé, anh em tham khảo thêm. Ok, như vậy là hàng ngày chúng ta sẽ vào cái nút này để chúng ta khai thác đào đấy. Như vậy là bắt đầu mình đang chạy khai thác này, sau 24 giờ thì anh em phải quay lại để kích lại lần nữa. Đây là cái mục stake nhé, thì anh em có thể stake nếu như mà tối thiểu là 2 năm này, thì tốc độ đào của anh em lên tăng 75%, anh em có thể kéo lên. Tuy nhiên hiện tại cái này mình chưa khuyến khích anh em làm, hoặc anh em làm bình thường, bởi vì là chương trình vẫn đang là test, sau đó anh em ấn chấp nhận và anh em đồng ý rồi gửi stake nào thôi. Khi mình tuyển người chơi thì người chơi do mình tuyển sẽ ở cái tay này đấy. Còn người thứ hai, ví dụ ông này ông F94 Pro thì ông tuyển được một người nữa thì nó sẽ nằm ở mục này, và anh em cũng được hưởng lợi tốc độ đào. Cho nên anh em tranh thủ trong quá trình dự án đang test khai thác này, thì anh em có thể mời bạn bè cùng chơi để tăng tốc độ đào nhé. Nhưng mà trong cái này nhiệm vụ đầu tiên của anh em này, bây giờ nó là 6 nhiệm vụ nhé. Thêm đích lên xong rồi nè, start bắt đầu cuốn tiền cũng xong rồi này. Bây giờ anh em sẽ upload cái avatar của anh em ở đây để lên level. Cái nhiệm vụ thứ hai của anh em sẽ là follow Twitter, thì anh em tích vào đây. Tuy nhiên là phải xong nhiệm vụ trước thì anh em mới tiếp được làm nhiệm vụ sau. Cái này thì mình follow Twitter rất đơn giản thôi. Làm iGroup thì anh em nào cũng cần một cái tài khoản Twitter, Telegram, Discord. Đấy, những cái là ba cái đấy. Cái này là do Telegram. Và cái này cũng cái khâu cuối cùng là mời bạn bè 5 người. Thì anh em cố gắng mời được 5 bạn bè cùng khai thác nhé. Và mời càng nhiều càng tốt. Ok, như thế là mình tổng quan cơ bản. Cái này là cái group bạn bè mình mời đó. Cái này là nhóm thông tin. Cái này là thông tin cá nhân. Chỗ này thì chúng ta có thể tham khảo thông tin cá nhân, nhận tin tức. Anh em dịch sang tiếng Việt à, cái này không có tiếng Việt. Ok, hàng ngày chúng ta vào khai thác nhé, như các ứng dụng khai thác khác thôi. Ở đây chính là cái trang chủ của họ, chính là ICA.io nhé. Có rất nhiều ngôn ngữ cho anh em lựa chọn, vào đấy anh em có thể lựa chọn cho tiếng Việt để đọc cho nó dễ.
Ngoài ra trên blog mình cũng đã có viết một số cái bài viết thì anh em có thể tham khảo. Đây là Twitter của ASEAN nhé. Họ có tích vàng ở cái này trả một tháng cũng khá khá nhiều tiền đấy, thành tính bằng đồng 1.000 đô. Website chính thức này, dịch sang tiếng Việt tí cho nó. ASEAN là loại tiền kỹ thuật số mới nhất mà bạn có thể khai thác miễn phí bằng điện thoại của mình. Tải xuống ứng dụng của chúng tôi để tham gia ngay hôm nay. Bài tuyết mới nhất của họ này. Xin chào người tuyết, nhận thông tin chi tiết về hành trình ra mắt của chúng tôi, xem tin tức mới nhất của chúng tôi từ ứng dụng ASEAN chuẩn bị sẵn sàng. Xin chào, thông tin chi tiết về hành trình ra mắt. Hãy là một phần của cuộc cách mạng. Tất cả những điều tốt đẹp nhất đang chờ đợi bạn. Đấy là cái dòng tweet mới nhất của họ. Hy vọng là dự án đang hoàn thiện nốt những cái phần còn lại để chuẩn bị cho anh em ta chạy chính thức. Vui lòng cập nhật ứng dụng của bạn lên phiên bản mới nhất. Phiên bản mới bao gồm một số tính năng mới và sửa lỗi. Đó, anh em thấy họ đầu tư thời gian chuyên nghiệp chưa? Cho anh em test lỗi rất nhiều. Anh em cũng biết như một số cái ứng dụng khai thác như PXG vừa rồi rất nhiều lỗi. Thì cái dự án này người ta đã cho test lỗi trước khi khai thác chính thức, và đặc biệt là không có quảng cáo nhé, không thu bất cứ của ai một xu nào, cũng như không quảng cáo. Đó là sự uy tín và sự khẳng định của dự án. Rồi trong quá trình xem video hoặc là trong quá trình làm còn có gì vướng mắc, anh em cứ comment xuống dưới video nhé, hoặc là anh em join vào kênh Telegram hoặc là nhóm Zalo để cập nhật những thông tin mới nhất thảo luận nhé. Chúc anh em thành công với cái dự án mới này và chuẩn bị đà tốt nhất cho khi dự án chính thức chạy. Anh em nào chưa follow kênh thì follow kênh để nhận những thông tin chính thức từ chúng tôi nhé. Chúc anh em thành công.